Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà nha. Chào đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho cả nhà mình có nhiều sức khỏe và bình an. Cả nhà ơi, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục rong rổi vào trong một cái khu rừng tràm nữa cả nhà. Thì Lê Trung đến đây để lại tiếp tục tìm kiếm các cái câu chuyện tâm linh, tìm kiếm các cái vong linh đang vất vưởng lang thang đói khát lạnh lẽo ở trên cái cõi ta bà này. Thứ nhất là để giúp đỡ cho họ được một bữa ăn. Thứ hai nữa thì Lê Trung cũng muốn giúp cho họ được đi về chùa để họ tu hành, tu hiền, tu lành để sớm ngày có thể đầu thai chuyển kiếp đó cả nhà. Thì cái khu rừng này thuộc tỉnh Đồng Tháp như thế nha. Lê Trung mới vừa đây tới đây thì tự nhiên bầu trời tối sầm lại luôn trời. Không biết là tại đây có chứa đựng cái điều bí ẩn gì hay không, cũng như là có vong linh hay vong quỷ nào đang trú ẩn ở đây hay không. Trời chưa, hồi nãy chưa đi vô trong đây thì trời sáng rơi thì vô đây trời tự nhiên tối thui rồi trời. Khu rừng này thì cả nhà mình thấy nó cũng khá là rậm rạp cả nhà. Tiếng gì rồi? Mới nghe tiếng gì không tiêu. Hết hồn. Nhà thấy gì nha. Vông. Vông màu trắng tác đứng đi nha. Ồ.
Dạ xin chào. Các vị, chị đừng tới đây, đừng tới đây. Tôi biết tội của tôi rồi. Chị đừng có tới đây nữa, đừng có tìm tới đây quấn tôi nữa. Nếu mà các chị quấn tôi nữa hả, tôi chống cảo quyết liệt đó. Tôi nói rồi đó, đừng quấn tôi nữa mà hãy thương tôi đi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tôi không có đánh đập gì với ông đâu. Gì chứ, tìm tới đây làm gì? Hả? Tới đây làm gì? Tôi quấn tôi nữa chứ bình gì? Tĩnh, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tôi đến đây tôi để giúp đỡ thôi chứ tôi không có đánh đập gì hết trơn á. Bình tĩnh nha. Giúp đỡ mà giúp đỡ cái gì? Tôi đến đây thì tôi chỉ là muốn để cúng kiến cho các vị dùng, rồi muốn đưa cho các vị được đi về chùa các vị tu hành thôi. Không có đâu, nói dốc. Thiệt thiệt. Nhiều lúc á, tôi ăn chung đây á mà còn quánh tôi tơi bời quá lá. Rồi bây giờ á, như bày giá bộ bày đặt á, nói hả, để mà cho tôi mừng, để mà dụ tôi ra đó, để mà đồng bọn quánh tôi nữa chứ gì. Đây nè, không có, bình tĩnh lại, nhìn kỹ tôi nè, tôi là người trần mắt thịt. Tôi không phải là quỷ, không phải là yêu quái, không phải là yêu tinh, cũng không phải là vong linh gì hết. Nhìn kỹ tôi nè. Vậy chứ ông là ai? Tôi là người đi tìm vong linh để mà cúng kiến cơm nước bánh trái cho vong linh dùng. Nhìn kỹ tôi nè, tôi không có làm hại tới vong đâu. Đúng rồi, mà sao á, trên người của ông nó phát ra cái gì mà sáng sáng kỳ vậy? À, có phải là ông là mấy ông pháp sư hay không? Không phải, bây giờ này bình tĩnh nè. Thứ nhất, tôi không phải là thầy pháp, cũng không phải pháp sư, không phải là vong linh ma quỷ gì hết. Tôi là người trần mắt thịt và có cái tâm thành ý nguyện là muốn được giúp đỡ cho các vị. Thứ hai nữa, nếu mà tôi vào đây để làm hại tới các vị thì tôi không có đứng ngay đây để mà giải thích cho vong nghe, vong để mà giúp cho vong hiểu về cái ý định của tôi ngày hôm nay. Tôi là người xấu thì tôi đã vào đây như đối diện với vong như thế này là tôi đã thực hiện cái ý định xấu xa của tôi rồi. Đó, chứ tôi cũng không có cần phải mà đứng để giải thích để cho vong hiểu tôi là muốn làm gì và không có cần phải là nói nhiều với vong như vậy. Vong hiểu ý tôi nói không? Có thật không? Nếu mà ông nói dốc tôi hả, là tôi bữa nay tôi chơi khô máu với ông luôn đó. Thiệt, tôi nói thiệt, tôi không có làm hại vong đâu. Vong cứ bình tĩnh đi nha. Bây giờ vong bỏ cây xuống đi, tại vì tôi không có làm hại vong. Trên người của tôi á là chỉ có cơm nước bánh trái thôi, chứ ngoài ra là không có cái gì để mà có thể gây hại cho vong hết á. Chứ ông không phải dụ tôi hả, để ra đó hả, đồng bọn của ông đánh tôi sao? Tôi đâu phải vong linh ma quỷ gì đâu mà có đồng bọn. Tôi vô đây chỉ một thân một mình thôi. Tụi nó ác lắm. Tụi á, tôi thấy cúng kiến vậy đó. Lợi tôi ăn. Mới đầu á, nó cho tôi ăn. Tới chừng nó hỏi tôi từ đâu tới. Rồi sao mà chết. Hồi ôi, tao nói hả, nó quýnh, nó rượt, nó đập hả. Ủa gì kỳ vậy? Sao? Không nổi luôn. Sao nếu mà những cái vong linh vong quỷ khác mà nếu đã chấp nhận để mà cho vong cùng được hưởng những cái phần lễ cúng kiến của người dương á thì tại sao họ lại là đánh đập vong kỳ vậy? Tôi cũng không biết nữa, hay là họ ghét tôi, nhưng mà họ nỡ lòng nào mà họ làm vậy chứ. Cho nên á, tôi á cứ trốn ở trong đây nè, tôi á ít dám ra lắm, bởi vậy giờ á tôi đói dữ lắm mà tôi không biết làm sao mà để đi kiếm đồ ăn đây. Tức là vong đang rất là sợ hãi những cái vị vong linh vong quỷ đó là gặp vong là sẽ đánh vong nữa, cho nên là vong cứ trốn ở trong những cái nơi thâm sâu cùng cốc như thế này, không có dám ra ngoài để tìm đồ ăn hả? Đúng rồi. Vậy nếu nói như vậy thì vong cũng rất là đói rồi đúng không? Đúng vậy, tôi đói lắm. Thì ngày hôm nay đó, cũng như lúc nãy tôi đã nói với vong rồi, tôi đến đây là để tìm các cái vị vong linh đang đói khát, lạnh lẽo và vất vưởng ở trên cái cõi ta bà này để cúng kiến cơm nước cho dùng. Thì bây giờ nếu mà vong cần tôi giúp cho cái khoản là cơm nước bánh trái để nấu ấm á, thì vong ẩn một xíu đi để tôi kia tìm chỗ nào đó cho nó trống trải á. Rồi tôi đặt cái bàn lễ ra để tôi cúng kiến cho vong dùng, rồi tôi mời rồi vong ra trong dùng được không? Ông nói sao? Ông nói là ông cho tôi ăn, ông cúng cho tôi nữa hả? Đúng rồi, tôi đến đây là chỉ với cái ý nguyện như vậy mà. Ủa, tôi đói lắm, mà bây giờ có ông tốt vậy, ông cho tôi ăn là tôi mừng lắm. Được, vậy để tôi ẩn. Rồi có gì ông cho tôi ăn nha. Rồi, ông ẩn đi, khi nào tôi đặt bàn lễ tôi cúng kiến đồ xong đó, rồi tôi sẽ khấn vái, tôi mời ông ra dùng. Trời,
Không biết cái dòng này mắc phải cái tội nghiệp gì mà những cái dòng quỷ khác lại là ghét bỏ dữ gì không biết. Chứ nãy dòng linh này nói là khi mà biết được cái nguyên nhân cái chết của cái dòng này thì là lại bị những cái dòng hồn khác đánh đập. Là gì sao? Nếu mà đúng ra dòng linh với nhau nếu đã chấp nhận để mà chia sớt nhau các phần lễ cúng thì họ phải thương nhau chứ, tại sao lại họ lại là tấn công cái dòng này. Rồi bây giờ thì muốn biết mọi chuyện nó xảy ra như thế nào thì bây giờ để Lê Chung trước tiên là Lê Chung sẽ đặt cái bàn lễ ra để Lê Chung cúng kiến cho cái vị vong linh này dùng trước đi. Rồi cho cái dòng này dùng cho no ấm trước, rồi mình sẽ tính tiếp nha. Trời giờ này mà không gầm hi hi trời. Bữa nay thì nói chung là tiếp tục cúng cơm chay. Rồi với bánh trái cây cả nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đói khát lạnh lẽo vất vưởng ở trên cái cõi ta bà này. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ đó cho cái vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ra đây nhận hưởng những phần lễ này để giúp cho máy được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đói lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đồ ăn nhiều quá. Thôi, giờ mình đói quá đói rồi. Bây giờ mình tranh thủ mình ăn mới được. Mình không ngờ đó. Còn có nhang hương nữa. Là mình thấy ấm lắm. Mình bớt lạnh rồi. Mà giờ mình chỉ có đói thôi. Thì giờ đồ ăn ở đây nè, mình tranh thủ mình ăn. Chứ để á, mấy cái con quỷ kia mà nó không phát hiện ra mình có đồ ăn ở đây á, nó vô nó lấy hết rồi, nó còn quánh mình nữa. Mình ăn trước mới được. Ô, cơm ngon quá rồi. Ngon quá. Mà bữa ăn này á, mình thấy á, là cái gì cũng ngon hết á. Mình nhớ cái cấp trước á, mình đi kiếm cái gì đồ ăn đó. Mình đói mình đi kiếm. Mà đồ ăn đâu có được nhiều với đầy đủ như vậy đâu. Mà đồ ăn cũng không ngon nữa. Không ngon bằng cái này. Bữa nay á, mình được
người Dương giúp đỡ, mình cảm động lắm. Ngon, ngon quá à. Mà mấy cái dòng đó với lại mấy con quỷ cũng ác nữa. Mình đâu có làm cái gì đâu. Mà mình chỉ kể ra như vậy thôi mà nó ghét nó quánh mình. Biết rồi bây giờ mình sợ mình không có dám đi ra ngoài đó nữa luôn. Thơm và béo nữa. Bánh này á, ngon gì đâu á. Đúng là bữa nay á ăn
Xin chào. Xin chào ông. Nãy giờ ăn uống gì no chưa? Tôi ăn no rồi. Biết sao không? Tôi đói quá à. Với lại tôi nghe được cái mùi nhang nè nè. Rồi tôi nghe cái lời khấn vái của ông á. Tôi ra tôi ăn. Mà đúng là một bữa ăn này á, đối với tôi nó ý nghĩa, nó ngon lắm ông ơi. Thì dông tới cái khu rừng này trú ngủ lâu chưa? Tôi tới đây được 10 ngày rồi. Mà tôi cứ trốn ở trong đây không à, tôi không có dám ra. Thì như lúc nãy dông có nói là tại vì khi mà những cái con dông quỷ khác đó là biết được nguyên nhân cái chết của dông, rồi xây ngang đánh đập dông, rồi kiểu như dạng là không có cho dông ăn uống gì hết. Thì tôi cũng không biết, tôi cũng lấy rất là làm lạ vì sao mà những cái vong hồn đó lại làm như vậy. Thì ông có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe được không? Ông á, ông tốt với tôi quá. Ông còn á, cho tôi ăn uống đầy đủ và nhiều vậy nữa. Thì để á, đáp lại cái tấm chân tình á, để tôi kể cho ông nghe về cái quá khứ, cái chuyện mà nguyên nhân cái chết của tôi. Em kể đi. Hồi đó đó, nhà của tôi á, sống cũng im ấm hòa thuận lắm. Tôi á, là anh lớn, còn một thằng em trai nhỏ nữa. Tôi thì mới lớn lên thì tôi cũng tập làm ăn đủ thứ đó, tôi chịu làm lắm. Còn thằng em của tôi á, nó ở nhà, nó không có làm gì hết đó, nó làm biếng vậy lắm. Ba mẹ tôi thì có lúc thì đi làm, còn có lúc thì không làm ở nhà. Là lúc đó hả, ba tôi bữa nào mà ông ở không ở nhà là ông bài nhậu. Còn ông không nhậu là ông đi hay dài dài sớm, ông rủ mấy bạn của ông nhậu vậy đó. Mà ông có cái tật xấu ngộ lắm. Tật gì? Là ông nhậu xỉn về là ông chửi vợ chửi con dữ lắm. Không biết làm sao nhưng mà ông lại vậy đó. Có lần nhậu về thì chửi, chửi mẹ dữ lắm. Chửi mẹ là con này con kia. Rồi nói tục chửi thề đủ thứ hết. Rồi có đợt về thì chửi mẹ. Mẹ bực quá mẹ cự lại rồi á, quánh mẹ. Xong rồi á, đi xuống bới cơm ăn. Mà đồ ăn không ngon á, là đập tô cơm. Xong rồi á, cơm nước vậy đó, đập đùng đùng xuống đất á, cho đổ tháo hết vậy đó, không cho ai ăn hết. Bởi vậy tôi ở trong gia đình đó tôi khổ dữ lắm. Cái bữa đó là ông đi nhậu về á, mẹ nấu cơm trễ á, rồi ông hỏi cơm đâu, dọn ra cho tao ăn. Mẹ mới trả lời á, là cơm chưa có nấu chín ông ơi, để chút nữa đi rồi nó chín. Rồi á, ba ông mới chửi, mày làm cái gì từ sáng giờ mà mày chưa nấu cơm, đồ thứ đàn bà hư. Rồi mẹ thì cũng biết vậy, rồi mẹ cũng không trả lời trả vốn gì hết. Rồi á, ba thấy mẹ không trả lời đó, giờ mày khi dễ tao hay gì mày không trả lời hay gì, tao là chồng của mày đó. Vậy rồi á, cái nhào lại quánh mẹ, mẹ khóc hết nước mắt vậy đó. Nhiều lúc á, thấy mẹ bị quýnh á, mà nhào vô can. Ngay cả tôi nè, tôi can á, tôi còn bị ba tôi quýnh á, như tử tương luôn. Tôi không biết làm sao mà ổng bạo lực gia đình dữ thiệt. Mà tỉnh thì không có, mà nhậu vô á, là mấy á, bạo lực vậy đó. Bữa đó rủ ổng, ông rủ bạn bè về nhà chơi. Rồi bắt mẹ làm đồ cho nhậu đồ này kia, mẹ cũng vẫn làm. Mà mẹ bưng lên á, hết lên rồi á, ông cũng chửi. Ông nói
bà mẹ mày, bạn bè tao tới nhà mày, mặt mày mày vui cười mày hớn hở lên coi. Tao á, tao tới nhà người ta, người ta vui vẻ, người ta đón tiếp nồng hậu. Còn mày á, bạn bè giờ tới á, mà mày mặt lớn mặt nhỏ, mày một hồi mày tới số mày với tao, tao mất mặt là mày biết tay mày. Mẹ cũng không nói gì, mẹ bỏ mày đi luôn. Rồi á, tới lúc mà tàn tiệc á, bạn bè của ba về hết rồi á, ông mới nhớ lại, ông mới chửi mẹ. Mẹ mới trả lời một hai câu gì đó, ổng nhào vô ổng quýnh mẹ. Lúc đó hả, thì trời cũng đang mưa rồi. Rồi tôi thấy vậy đó, tôi mới la làng lên. Tôi nói là trời ơi trời, ngó xuống đây mà coi nè, sao mà ba lớn rồi, ba nhậu thì ba ăn cơm vô rồi ba nghi ngủ đi. Nhậu thì ai mà cấm cản mẹ, đâu có cấm cản ba đâu, mà sao ba nhậu vô trận nào ba cũng quánh đập mẹ, rồi quánh đập con, chửi con nữa. Không biết là con với mẹ có làm nên tội tình gì mà cho ba lại làm cái điều như vậy chứ. Ba dù gì cũng đã lớn tuổi rồi, sắp có xui có da rồi, thì mình tập cái tánh lợi đi. Chứ ba mà như vậy hoài á, ai mà dám ngồi xui với ba nữa. Rồi ổng mới nói, bà mẹ mày, tao làm gì là quyền của tao, tao là cha của mày chứ không phải là con của mày đâu mà mày dạy đời tao. Đủ cái thằng nít quỷ, nhà của tao, tao muốn làm gì tao làm. Rồi á, tôi mới nói đó, đúng rồi, nhà của ba, nhưng mà ba coi lại ba đi, có được như những người khác không? Người ta lo làm chí thú, lo vợ, lo con người ta kìa. Còn ba hả, ăn nhậu tối ngày, chỉ lo nghĩ tới bạn bè thôi, còn về đánh đập mẹ nữa. Mẹ là cái người mà đầu ấp tay gối với ba, mà ba còn đánh cỡ đó, huống chi là con. Rồi ông mới tức lên, ông lấy cái ghế đẩu, ông chọi tôi. Tôi á, tôi lấy cái tay á, tôi đỡ, chứ nếu không đỡ là vô đầu tôi chết rồi. Trúng cái tay tôi á, cái ghế nó gớt xuống, đụng vô cái bàn giò của tôi á, tôi dập cái giò luôn. Tôi đau đớn dữ lắm. Lúc đó tôi nóng nữa, tôi quá nóng rồi. Rồi á, ông chửi nhiều lắm. Tôi thấy mà tôi tức. Rồi á, trong cái cơn tức giận của tôi đó, tôi kìm lòng không được, tôi mới chụp cái ghế á, ở dưới đất á, tôi mới chọi lại ổng. Tôi dùng hết sức luôn, tại vì á, tôi bực tức dữ lắm, tôi căm thù nữa. Tôi mới chọi ổng, tôi chọi mạnh quá, cái ghế đập vô đầu của ổng, ổng té xuống, ổng giải bạch bạch, rồi ổng chết luôn. Cái đầu của ổng á, tét một đường lận, máu chảy nhiều lắm. Lúc đó tôi thấy vậy á, tôi điếng hồn rồi. Sao mà tôi nghe được mấy tiếng trời gầm á, có một tiếng lớn, tự nhiên một cái xẹt, tôi nghe rất là rõ luôn. Cái dòng điện á, xẹt trên đầu tôi, xẹt xuống vậy đó. Lúc đó thì tôi cảm giác như là tôi chết rồi. Là cái luồng điện đó, nó đã vô người tôi và nó giật tôi. Tôi té xuống dưới đó, tôi giải giống như là con cá lóc đập đầu dưới đó.
rồi tôi chịu không nổi, tôi chết luôn. Vậy là tức là anh bị khi mà anh lỡ trong lúc nóng giận quá, anh lỡ phang cái ghế khiến cho cha mình mất, rồi anh bị sét đánh chết. Đúng vậy. Lúc đó có mưa gió gì không? Đúng. Bữa đó hả? Trời mưa lớn nữa. Rồi vậy là tôi hiểu rồi. Chắc mấy vong quỷ là biết là anh chết vì cái tội là giết cha của mình, cho nên là bọn họ mới ghét bỏ anh, mới xua đuổi đánh đập anh chứ gì, đúng không? Tôi nghĩ chắc là vậy. Mà tôi tới thì hỏi mày ở đâu tới, mày lý do sao mày chết, mày nói đi rồi tao mới cho mày ăn. Tôi cũng kể y như vậy đó. Rồi họ không nói không gần. 4-5 con quỷ nó nhào vô nó quýnh tôi. Xong rồi cả chục con nữa nó nhào vô nó quýnh tôi hội đồng vậy. Rồi nó đuổi tôi. Mày mà lén phén lại đây là tao đập mày nữa đó. Mày cút đi chưa? Không cút đi là tôi giết, tao đập mày bây giờ. Tôi sợ quá tôi chạy đi. Mà tôi bị quýnh nhiều lắm. Rồi vong mất cách đây lâu chưa? Tôi mất cách đây 10 năm rồi. Trong vòng 10 năm đó là đi tới đâu cũng bị những cái vong quỷ, vong ma khác đánh hết. Đúng, đúng. Rồi vong mất lúc đó là vong được nhiêu tuổi rồi? Lúc đó tôi 20 tuổi. Rồi vong tên gì? Tôi tên là Sanh. Rồi quê của vong hồi lúc mà trước khi mà vong mất là quê của vong ở đâu? Quê của tôi ở Sóc Trăng lận. Vậy là vong là người dân tộc Khmer hay là dân tộc Kinh? Tôi là người dân tộc Kinh. Thì nói chung là về cái chết của vong á, thì chắc có lẽ là do những cái vong quỷ đó không có thích cái vấn đề là vong giết cha của mình. Cho dù là cái việc làm đó của anh là nó xảy ra xuất phát từ cái việc mà cha của anh nó là thường xuyên đánh đập mẹ của anh như vậy. Rồi là bữa đó thì về còn dùng ghế để tấn công anh đồ này kia các kiểu hết đó. Nhưng mà cái việc đó thì họ giận anh cũng đúng thôi, tại vì cha mẹ của mình dù là có ra như thế nào thì mình cũng phải tôn trọng. Cho dù ông ấy có ra sao đi nữa thì mình cũng không có được cái quyền là mình giết hại cha mình. Mình vẫn có quyền mình khuyên răn đó, và mình vẫn có quyền mình bỏ đi chỗ khác. Mình không có đối chất, mình không có nói chung là mình không có cự cãi với ông cha mình thì nó sẽ ổn hơn đó. Chứ còn bây giờ là mình là con mà mình giết cha thì cái tội đó thì Phật trời này kia nó cũng không có chấp thuận đó. Nhưng mà chắc là có lẽ là Phật trời cũng đã nhìn thấy được ở chỗ cha của vong rất thường xuyên đánh đấm vợ con, rồi không lo làm ăn, tối ngày cứ bê tha nhậu nhẹt đó, cho nên cũng không có đến đổi mà phải đưa vong xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Tại vì cái loại tội bất hiếu của tội giết cha đó, cái tội đó là tôi gặp rất là nhiều những trường hợp những cái vong linh mà bất hiếu như vậy là sẽ bị đài xuống tới tầng thứ 18 của địa ngục và bị đánh đập hành hạ rất là dã man. Nhưng còn vong á, con vẫn dính trong cái tội đó. Nhưng mà có lẽ là giờ bề trên cũng đã soi xét được, vong không cố tình, chỉ là trong cái lúc nóng giận vong đã ra tay, vong lỡ tay vong giết cha mình đó, cho nên là vong mới còn vất vưởng trên đây đó, một thời gian để cho vong chịu cực chịu khổ rồi mới cho vong đi tu đó. Rồi từ lúc mà vong mất tới bây giờ đó thì vong có cảm thấy mình hối hận về cái việc làm của mình đối với cha của mình hay không? Có chứ. Dù gì cũng là ba cha của tôi, banh da ra thẻ thịt với lại á, cha mẹ mà. Tại á, tôi với mẹ tôi á, bị bạo lực nhiều quá rồi. Tôi kiềm chế không nổi cho nên là mới xảy ra cái chuyện như vậy. Chứ tôi hối hận dữ lắm. Phải chi á, mà gia đình của tôi á, sống vui vẻ hòa thuận thì đâu có chuyện mà xảy ra như vậy. Còn cái này ba tôi dù gì ông cũng là ba mà,
ông không lo làm ăn mà ông lo bạn bè rồi á, về á còn á bạo lực vợ con nữa. Tôi cũng khổ lắm, tôi cũng hối hận ăn năn dữ lắm. Mà bao nhiêu năm nay tôi vất vưởng lang thang vậy, tôi cũng khổ, chịu khổ nhiều lắm rồi. Thôi thì nói chung là cái vấn đề mà Vong lỡ tay giết cha mình, Vong cũng đã nhận ra được cái lỗi lầm của mình rồi đó. Thì bây giờ là Vong có muốn được làm một cái gì đó để mà mình chuộc lại cái lỗi lầm đó không? Tôi cũng nhiều lúc tôi cũng nghĩ lắm, nhưng mà tôi không biết làm cái gì để mà chuộc lỗi hết. Cho nên là tôi cứ trốn chui trốn nhủi những nơi vắng vẻ hoang vu như vậy nè. Nói chung là về cái vấn đề này mình phải đối mặt. Mình làm sai ở chỗ nào thì mình sửa lại ở chỗ đó. Mình ngã ở chỗ nào thì mình phải đứng lên ngay chỗ đó. Chứ mình trốn tránh, Vong trốn tránh muôn đời muôn kiếp thì cũng có trốn được đâu. Cuối cùng thì Vong cũng phải đối mặt với cái chuyện này thôi, với cái lỗi lầm của mình. Đó, bây giờ thì nếu mà Vong cũng có cái ý nguyện là muốn làm một cái việc gì đó để mà chuộc lại cái lỗi lầm trước đây mình đã gây ra đối với cha của mình. Thì bây giờ ngày hôm nay như lúc nãy tôi cũng đã nói ở lúc đầu tôi mới gặp Vong đó, trước tiên là tôi cúng cho Vong thì Vong cũng đã dùng rồi. Thì bây giờ thôi tôi xin phép được đưa Vong đi về chùa, để mà về đó Vong sẽ cố gắng tu hành, tu tâm sửa tánh của mình. Đó, rồi là học Phật, học Pháp, học cách đối nhân xử thế, học luật nhân quả, để mà tích phước đức, tích độ phước đức, rồi bề trên sẽ sắp xếp cho Vong đi đầu thai chuyển kiếp. Đó, thì trong cái quá trình mà Vong tu tập đó thì Vong cố gắng tích thêm phước đức, hoặc là Vong hành thiện gì đó để mà chuộc lại cái lỗi lầm của Vong, của mình đó, đối với cha mình. Đó, tu thật nhiều, tích thật nhiều phước đức để mà cho cha mình hưởng đi một phần nào đó. Tại vì ở cái lúc còn sống á, nhiều khi là cha mình nó đã gặp một cái chuyện gì đó nó không được như cái ý nguyện, rồi đâm ra ông đó là mới xảy ra cái vấn đề là đánh đập vợ con, hoặc là do như thế nào đó cái tâm lý của ông nó bị thay đổi đó, cho nên là ông mới như vậy. Thì mình phải tìm hiểu, rồi mình tìm cách mình để mà mình khuyên lơn cha mình. Chứ Vong thì Vong tánh nóng, rồi Vong đi chửi bới ngược lại cha mình thì cái đó thì cũng không có tốt nha. Tôi biết chứ. Tôi sẽ gắng mà tôi sửa đổi để mà sau này tôi được đi siêu thoát hay là tôi chuyển kiếp gì đó. Tôi sẽ làm được một con người cứng rắn và biết điều hay lẽ phải. Thì rồi, thì nếu bây giờ Vong đã chấp nhận như vậy rồi thì Vong phải chắp tay lên đi. Rồi tôi sẽ giúp cho Vong đi về chùa để Vong tu hiền, tu lành nha. Tôi cũng cảm ơn ông nhiều lắm. Thì cả nhà xem video lúc đầu tới giờ thì cả nhà mình cũng đã nghe rất là rõ về cái câu chuyện tâm linh của ngày hôm nay rồi, đúng không cả nhà? Thì nói chung là cái Vong trong cái câu chuyện của ngày hôm nay á, thì cái Vong này vướng vào trong cái tội bất hiếu. Tại vì Vong này đã giết cha của mình, nhưng mà Vong này không bị đài xuống 18 tầng địa ngục mà lại bị vất vưởng. Thì Lê Trung nghĩ là trong cái giai đoạn mà Vong này sinh sống với ba mình, với mẹ mình đó, thì ba của Vong này cũng đã không phải là một người cha tốt, cũng đã luôn luôn đó là bạo lực gia đình, đánh đập vợ con, không lo làm ăn, tối ngày bê tha nhậu nhẹt. Thì chắc bề trên cũng đã nắm và soi xét được như thế, cho nên là mới chỉ để cho cái Vong này vất vưởng suốt bao nhiêu năm nay để mà nhận ra được cái sự lỗi lầm của mình, và nhận ra được cái việc làm của mình như vậy là nó không đúng, nó sai quấy, nó sai với cái đạo lý luân thường, để mà Vong này nhận ra được và giác ngộ được để đi về chùa, để mà tu hành, để lại đầu thai chuyển kiếp đó. Thì sau hồi trò chuyện thì Lý Trung cũng đã nắm được cái lý do và cái nguyên nhân khiến cho Vong này vất vưởng, và cái nguyên nhân đó là khiến cho Vong phải trốn chui trong những cái nơi, trốn chui trốn nhủi trong những cái khu rừng như thế này đó. Thì cũng hy vọng rằng sau khi mà Lý Trung đưa ra những cái gì cần làm, cái gì không nên làm để cho Vong này nhận ra được cái vấn đề cô mình đang nằm ở đâu, thì Vong này sẽ cố gắng tu hành hơn để mà sớm ngày có thể là
tích đủ phước đức để chuộc lại một phần nào đó cái lỗi lầm của mình đã gây ra đối với cha của mình, nó để sớm ngày có thể là đi đầu thai chuyển kiếp. Dạ rồi, thì cái video đến đây Lê